Thưa quý vị, những ngày gần đây, thành phố Đà Nẵng không có mưa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của triều cường đã gây ngập lụt một số tuyến đường trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Người dân trong khu vực bị ngập rất bất ngờ trước hiện tượng thời tiết cực đoan này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được tại tuyến đường Như Nguyệt vào tối qua ngày 19 tháng 10. Mặc dù những ngày qua Đà Nẵng không có mưa, song triều cường dâng cao đã gây ngập một số tuyến đường, trong đó ngập nhiều nhất là tuyến đường Như Nguyệt, Xuân Diệu thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Người dân tại khu vực bị ngập cho biết, so với đợt ngập lụt lịch sử ngày 14 tháng 10 vừa qua, mực nước dâng do triều cường vào tối qua thấp hơn 10 cm. Tuy nhiên, mặc dù trời không mưa, sông nước dâng lên khá nhanh trong khoảng thời gian ngắn, khiến người dân khá bất ngờ. Khi mà khoảng 4 giờ thì đang ngoài, còn ngoài bờ sông Như Nguyệt á, mà khoảng 5 giờ nước lên rất là nhanh, triều cường lên rất nhanh. Tôi đi một đoàn khoảng 5 phút rồi về là ngập đấy rồi. Đó, từ 5 giờ coi như đến 9 giờ là nước vẫn giữ y như thế thôi, không hà. Giữ mức nước cho đến 12 giờ thì nước nó rơi vào cỡ tầm nếu mà tính từ mặt đường thì nó rơi vào tầm cỡ 50 cm. Dạ, và cũng có xảy ra tình trạng xe chết máy trong khu vực, thậm chí cả xe buýt. Người dân tại khu vực cũng cho biết thêm, bắt đầu từ 5 giờ chiều qua nước bắt đầu dâng, đỉnh điểm vào khoảng 7 giờ tối, đến 1 giờ sáng nay nước bắt đầu rút. Đây là hình ảnh mực nước sông Hàn sáng nay được chúng tôi ghi hình lúc 10 giờ. Nếu so sánh hai mực nước đêm qua và sáng nay, nhìn bằng mắt thường, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy hai mực nước lệch nhau gần 2 mét. Sống tại khu vực này mấy chục năm nay, vợ chồng ông Hà Tý cũng như nhiều người dân trong khu vực rất bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh triều cường gây ngập nước trong khu dân cư. Và người dân cho rằng đây chắc là nguyên nhân chính gây ra đợt ngập lụt lịch sử toàn thành phố Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, do nước mưa không thể thoát ra sông, ra biển. Thì hầu nó biến đổi như thế nào chứ còn hồi trước là không có. Hồi trước chưa, tôi ở 22 năm. Như vậy là 22 năm đó, bao nhiêu lần đầu tiên thì triều cường bằng linh nhanh như thế đó. Không có mưa, có gió gì hết. Những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu đã gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Và mặc dù trời không mưa, nhưng hiện tượng triều cường dâng cao gây ngập một số khu dân cư dọc sông Hàn, thành phố Đà Nẵng cho thấy diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường.